Ngọc Hà xin chào cả nhà mình nhá. Dạ vâng rồi, thì chỗ các bác có nóng không ạ? Chứ chỗ nhà em Ngọc Hà thì nóng quá các bác ơi. Em nóng rực trời luôn, không còn gì để mà miêu tả về cái độ nóng của năm nay nữa. Dạ vâng rồi, thì xúc Ngọc Hà xin chào cả nhà nhá. Cả nhà nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhá. Mình cứ gọi điện vào hai số hotline ghi trên màn hình để bên em sẽ tư vấn cũng như là chốt đơn hàng cho mình ha. Dạ vâng rồi, thì do cái nó nắng quá mà cái đôi mắt của mình mà để đi ngoài giờ thì chả khác gì là thiêu đôi mắt của mình. Thì hôm nay em Hà sẽ về một ít về cái dòng kính mới dành cho cả bác nam bác nữ để in cho mình đi ra ngoài đường mình có cảm giác mát hơn ha. Dạ vâng rồi, thì em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm. Thì nhà em thì nằm tại Đồng Nai như cả nhà nhá, shop nằm tại Nhơn Trạch Đồng Nai, thế nên là ship ra ngoài Bắc thì cũng hơi lâu một xíu, thế nhưng mà cả nhà mình cứ chờ hàng nhá. Rồi em sẽ vào chi tiết sản phẩm đầu tiên, em sẽ vào sản phẩm về cái dòng con kính lão nhà em trước ha. Rồi hôm nay em về rất chi là nhiều mẫu kính cực đẹp luôn. Thế nhưng em sẽ giới thiệu trước tiên đó là về cái dòng con kính lão của nhà em ha. Đây là dòng kính lão của nhà em Hà nè. Dòng kính lão của nhà em Hà thì em Hà sẽ có từ 0,75 cho đến 4 độ nhá. Ví dụ như là 0,75, 1 độ 1,25, 1 độ 1,3 à 1 độ 1,5 các thứ em đều có hết luôn nhá. Rồi 2 độ 1,25 các thứ nhá. Rồi trong kính của nhà em thì là hoàn toàn là bằng thủy tinh nhá cả nhà nhá. Đó. Rồi và cái mắt kính của nó thì sẽ là size mặt khoảng tầm 13,8, thì những anh nào mà size mặt 13 đổ lên là đã xài được cho em rồi nhá. Con này của nhà em thì là cả nam cả nữ luôn ha. Đây gọng chỗ này thì chắc chắn là sẽ là bằng nhựa, còn đây là sẽ được là bằng kim loại nhá cả nhà nhá. Rồi, trong kính thì sẽ được làm bằng là thủy tinh. Đó, dòng này thì em đang bán tặng với giá chỉ có là 140k cho một con kính như này thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão nhá. Mình lấy bao nhiêu độ nhớ báo em Hà nhá, báo thật chuẩn để in em Hà lấy kính độ cho mình cho chuẩn nhé cả nhà nhá. Rồi em sẽ qua mẫu nhá. Cả nhà mình lên mã em là kính lão 1 độ hoặc 2 độ đó thì là mình báo em để anh em đi hàng cho mình cho chuẩn nhá. Rồi với giá chỉ có là 140.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão với giá là 140k. Rồi em Hà qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã đầu tiên cho mình, đó là về cái dòng con kính gấp của Gucci nhá. Dòng này thì em Hà đã xem mà. Cái dòng này thì em thấy cũng khá là ok, hàng thì hàng mới về nhá. Đó, dòng hàng của nhà em thì được lót nhung như này. Bên trong thì sẽ có là tem thẻ mạc đi kèm như này nhé cả nhà nhé. Đó, rồi. Cái dòng này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà là size mặt bao nhiêu đây. Thì đợi em hàng nó xem là size mặt bao nhiêu nhá. Con này là nó sẽ là màu, thì nó sẽ là màu trà. Màu trà như này rất chi là đẹp nhá. Một màu trà cực kỳ là ok. Màu này là màu hồng trà nhá cả nhà nhá. Nên nó hơi hồng hồng một xíu. Rồi con này thì nó là tròng bằng thủy tinh này. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt 14,3 14,3 thì lên đơn giúp em này. Rồi hàng thì này thì sẽ được làm tại Made in Italy nhá cả nhà nhá. Thương hiệu gập ở đây nhá. Đây đó, em cho mình xem rất chi là kỹ này. Trong thì hoàn toàn là bằng thủy tinh như này. Con kính thì cực kỳ là ok cho cả nhà mình luôn. Đó. Trong kính mắt trong veo luôn, trong thì trong thủy tinh. Riêng kính của nhà em Hà thì chống tia UV đến 99%, nên cả nhà mình cứ yên tâm nhá. Không có lo về vấn đề mà chống tia UV, bởi vì con kính nhà em hoàn toàn là kính chống tia UV cho mình hết nhá cả nhà nhá. Đó. Đây, mặt kính đây. Đó, màu kính này. Đó, rất chi là dâm mát cho anh em mình đi vào mùa nắng như thế này. Nên là các anh cứ lên đơn giúp em nhá. Trời ơi, em Hà ra cảm giác như kiểu là mắt mà không đeo kính, như kiểu là mắt mà đang ở trong cái lò mà gọi là lò thiêu ấy cả nhà. Nó nóng kinh khủng luôn. Cái năm nay sao rồi, đất dã man thật luôn á cả nhà. Nên cả nhà mình nhanh tay lên đơn với em là mã này là mã 1. Hiện tại mã 1 này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, là nhà em Hà đã bao ship nhá. Cái mã mà em Hà đọc là em đã bao ship rồi nha cả nhà nhá. Nên là cả nhà mình nhanh tay lên đơn với em này. Đó. Đây em sẽ lấy bút viết nha. Mã này là mã 1 này. Đợi em xíu em lấy cái cây viết em viết cho nó tinh tiếp để cả nhà mình lên mã giúp em. Mã 1 này. 240k. Dạ vâng rồi, khi cả nhà mình lên mã thì lưu ý giúp em một điều là như này. Mình đọc mã giúp em rồi đọc ngày, ngày em like nhá. Bởi vì sao là như vậy? Bởi vì khi em like em sẽ ghi ngày như này, em lấy không bao giờ bị nhầm nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 1 với giá là 240k. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng mã số 2 của nhà em Hà luôn. Đây, cái dòng mã số 2 của nhà em thì em sẽ lên cho mình nữa là một cái con là của
Brada, dòng của Brada thì dòng này thì cũng khá là ok cho các anh sử dụng luôn nhá. Đó. Ôi nó nóng nó mà. Em Hà like phải bật quạt luôn á. Nó nóng quá trời luôn. Đây, cái dòng này là dòng mã số 2 của nhà em này. Con này thì nó sẽ là một màu như kiểu màu xanh biển nhá cả nhà nhá. Đây, nó sẽ cho mình lên cái tông trắng như này cho mình nhìn cho nó dễ này. Đó. Bởi vì khi nó tông trắng thì nó sẽ thêm phản xạ để cho nó tốt hơn. Đó. Hôm nọ thì em quay cái bàn like kia nhưng mà các anh nhìn nó chuẩn màu nó lại màu nó lại sáng quá nên là em phải like lại như này đó. Màu này thì nó sẽ là cái màu tối tối sáng sáng xanh xanh như này và nó sẽ là màu loang như cả nhà nhé. Màu loang bên dưới là màu hơi trắng trắng một xíu, bên trên thì hơi xám xám một xíu nhá. Rồi, con này thì mình sẽ là size mặt 14,2 thì lên đơn giúp em nhá. 14,2 thì lên đơn giúp em này. Và con này là made in Italy nhá. Đó. Rồi con này thì nó cực kỳ là ok và chồng con này nó là chồng bằng pin nhá cả nhà nhá. Làm được hai chồng như này. Con này có nghĩa là hai gọng sẽ làm hai chồng hai bên như này nhá cả nhà nhá. Rồi con này là brand Milano. Đó, dòng này thì cực kỳ là ok. Con này thì nó sẽ phù hợp cho cả những bác nam và bác nữ và đây bên cạnh sống mũi của nó này sẽ được làm như này. Đó. Rồi, con này trồng bằng pin không phải bằng thủy tinh, em nói rõ này, trồng bằng pin không bằng trồng không phải bằng trồng thủy tinh nhá. Thế mình đeo thì mình cảm giác là cái thứ nhất là nó được nhẹ mũi, cái thứ hai nữa là khi mình hà hơi lên thì nó sẽ không có ngưng tụ hơi nước trên mặt mình nhá cả nhà nhá. Nên là cả nhà mình lên cứ yên tâm luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 2 này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000 cho con mã 2 như này. Con này thì dành cho cả bác nữ và bác nam đều đeo được hết, nhưng con này nó sẽ phù hợp với nữ hơn. Em tư vấn rõ trên like nhá. Hàng của nhà em thì sẽ kèm thẻ mạc đi kèm hết như này rồi. Đó. Hàng rất chi là ok. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã 2. Mã 2 này với giá là 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 3 của nhà em nhá. Kính mã số 3 của nhà em nó sẽ là hàng của con Dior này. Đó. Hàng của Dior. Ô trời ơi con này đẹp quá cả nhà ơi. Con này dành cho bác nữ, đẹp ghê luôn, đẹp mê hồn luôn ấy. Con này đẹp mê hồn luôn á. Con này đẹp thực sự luôn. Con này những bác nào mà mua con kính này về tặng vợ hoặc là mình tặng cho con gái thì không còn gì để bằng luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Rất đẹp và sắc sảo luôn về cái con kính này luôn. Rồi con này nó sẽ phù hợp cho những bác nào, chị nào mà size mặt 14,2. Thế nhưng cái này là nó dòng nữ thì nó sẽ là form ôm. Nên là cả nhà mình size mặt 13 cũng đã xài được rồi nhá. Rồi con này nó là made in Italy nhá, hàng của Dior nhá cả nhà nhá. Hạc dập được thương hiệu các kiểu như này luôn. Rồi, con này thì mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này đẹp thật sự luôn. Đây khi em cho lên cái màu trắng này cả nhà nhìn. Này, nhìn thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Nó lại là theo cái kiểu loang trà, màu dưới này ánh hơi hồng hồng, màu trên này là hơi long loang như này nhá. Đó, em quay rất chi là phản diện rất chuẩn luôn màu của nó luôn nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là màu này là màu. Cái mã này là mã gì đây ta? Mã này nó đẹp quá nên được ấy. Mã này gọi là mã đẹp đi ha cả nhà đi, đẹp quá. Đấy đẹp vô cùng đẹp luôn. Mã đẹp đi. 240k à 230k. Rồi ôi con này em nói thật với cả nhà luôn, con này em bao đẹp luôn, đẹp kinh khủng luôn. Cả nhà mình đeo mà nó sang cái mặt cực kỳ luôn con này nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 3 của nhà em. Con kính mã số 3 này thì nó sẽ là kính dành cho nam của chị em nhé. Này, kính dành cho nam mà con này thì nó sẽ là màu dâm như này. Màu dâm dâm như này luôn nhá. Và con này thì nó sẽ là, con này là size mặt 13,8 là đeo giúp em được rồi. Con này 13,5 là đeo được rồi nhá. Con này thì là hàng của Select, hàng của Pascal, hàng của Pháp nhé cả nhà nhá. Con này là hàng của Pháp nhé cả nhà nhá. Đó. Cả nhà mình cứ yên tâm. Đó, kính rất chi là ok luôn cho mình luôn. Đó, rồi con này là tròng bằng thủy tinh giúp em Hà nhá, tròng bằng thủy tinh luôn. Và con này nó sẽ được mạ vàng là 14 carat. Đó, 14 carat. Riêng kính thì em báo, em đọc là đã bao gồm ship rồi nhá cả nhà nhá. Đây 14 carat này. Đó. Mạ vàng 14k nhá rồi cả nhà nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là kính này là kính mã số 3 em Hà đang để cho mình với giá là
240.000 cho con mã số 3. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã 3 240k. Ôi 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 4 của nhà em. Cả nhà ơi, cái giờ này mà không đeo kính thì em nói thật sự ngang kiểu là mình tự hủy hoại đôi mắt của mình luôn nhé cả nhà. Đây, con này đẹp thế mới được nữa. Con này nó sẽ là mặt vuông như này nha cả nhà nhá. Con này là mặt vuông này. Và con này màu nó sẽ là màu xanh như này nha cả nhà nhá. Đây. Màu xanh. Đó. Em bác bên đây cho cả nhà mình cho rõ này. Đó. Nó sẽ là màu xanh như này nha cả nhà nhá. Đó, màu xanh rất chi là đẹp luôn và mát mát luôn. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những bác nào mà xem 13,5 thì lên đơn giúp em. Hàng này là 13,5 nhá, 13,2 đã đẹp được rồi rồi nhá. Rồi con này thì nó sẽ là hàng của Make in Italy và con này là hàng của Japan, hàng này là hàng của Japan nhá. Rồi con này thì nó sẽ được làm cái chồng hai bên này, cả nhà nhìn thấy uy tín không? Nhìn thấy chất lượng không? Nhìn. Đấy, em quay từng xíu một luôn cho cả nhà mình xem nhá. Đó, hàng rất chi là ok. Chồng thì hoàn toàn là bằng chồng thủy tinh cả nhà. Rồi, cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã 4 em hàng đang để cho mình với giá là 240.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, hôm nay toàn kính đẹp thôi cả nhà. Cả nhà vào nhanh nhanh săn kính giúp em luôn nhá. Người ta là giàu hai con mắt nhưng khó hai bàn tay cả nhà. Thế nên là mình con mắt mình phải lúc nào phải bảo vệ. Muốn có thì phải bảo vệ đôi mắt mình trước nhá. 240.000 mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Với cái nắng như thế này thì ngang ngang thiêu đôi mắt rồi. Mà con kính của nhà em thì cả nhà cứ yên tâm là đã chống tia UV cho mình. Em nhắc đi nhắc lại như vậy cho mình nhá. Chứ không phải ba cái loại mà kính mua dọc đường có mấy chục ngàn thì thôi, không nên so sánh với kính nhà em Hà. Bởi vì kính nhà em đeo, thứ nhất là em bao trong mắt cho mình luôn, đeo rất chi là trong, mắt trong cực kỳ luôn. Cái thứ hai nữa là mắt đeo không bao giờ bị mỏi mắt, nhìn tầm xa, nhìn được xa, tiếp mù tóc luôn nhé cả nhà nhá. Riêng về dòng kính của nhà em Hà đấy. Rồi, con này thì là nó là một của con hãng của con Nì O. Và dòng này nó sẽ là dòng kính rất như này. Đây, màu của nó sẽ là màu như này nhé cả nhà nhá. Đó, màu theo kiểu là màu loang khói như này nhá. Rất chi là ok và đẹp như này luôn này cả nhà này. Con này bao đẹp luôn cho mình nhé. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 5. Mã số 5 này thì em Hà nó sẽ là hãng của Nì O và khuôn mặt của con này nó sẽ là 14,5. Gọi là size mặt to đấy thì mình mới sử dụng được cho em nhé. 14,5 này. Và con này nó là hàng của Dior Made in Italy nha cả nhà nhá. Đó, hàng của Made in Italy này. Đó, rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã này là mã số 5. Với giá là 240k cho con mã số 5 như này nhá. Hàng bao xịn sồn và bao đẹp cho mình luôn. Đấy. Mã số 5 240k. Mời nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 6 của nhà em. À, mã số 6 nhà em này. Ôi, con này là hàng của con New. Hàng của con New này, con này thì dành cho các bác gái đây. À, hôm nay có hộp hàng hãng các thứ rất chi là đẹp luôn nha cả nhà nhá. Ui, con này bao đẹp luôn này cả nhà. Nhìn. Con này là con đổi màu rồi. Con này là con đổi màu nha cả nhà nhá. Con này là dòng đổi màu nhá. Và con này thì nó sẽ có ánh sáng tím ở bên trong. Đây, ánh sáng tím của nó này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Ánh sáng tím ấy. Ánh sáng tím ở bên trong. Con này là con kính đổi màu. Con này thì nó sẽ là con mà 1.40. Con này những size mặt bác nào 14 thì lên đơn giúp em. Và con này thì chống tia UV lên đến hẳn 4.000. 4.000 luôn rồi cả nhà. Chống tia UV cho mình cực kỳ là cao luôn. Và dòng này là của con Made in Italy nhé cả nhà nhá. Hàng này là hàng của Made in Italy luôn này. Đó, đây. Đó. Làm rất chi là kỹ và đẹp luôn. Con này đẹp luôn đó cả nhà ơi. Con này đeo rất xịn sò và điệu luôn đấy. Này, hãng của nó làm ở trên này luôn. Đó, rất chi là điệu luôn. Rồi chồng con này thì nó sẽ là bằng chồng bằng pin, không phải chồng bằng thủy tinh, em nêu rõ rồi nhá. Con này thì nó sẽ phù hợp cho cả bác, nhưng mà em nghĩ là bác nữ sẽ là đẹp hơn, em nói thiệt luôn. Con này là dành cho nữ nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mà mã nữ. Mã nữ này em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Hàng full tem thẻ mạc, hộp hàng như này nhá. Đây, đó. Mình để hộ em kính nhá. Đó. Rồi.
đây, xem thẻ mẹ của nó đi kèm như này nhá. Đấy, trong cái hộp màu hồng này cực kỳ là lịch sự và thanh lịch luôn này cả nhà. Đó. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã nữ nhá. Ồ, mã nữ này, mã nữ này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã nữ 230k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái thằng con kính của Lacoste. Hàng của Lacoste này, con này đẹp thế, con này nó lại là màu xanh biển như này luôn á cả nhà ơi. Con này đẹp thiệt luôn ấy. Con này đẹp quá. Con này bao đẹp cho mình luôn cả nhà này. Đó, một cái màu xanh biển đẹp này. Cộng mắt vuông rất đẹp như này luôn, hàng của Lacoste nhá. Dòng này thì nó sẽ là bằng tròng bằng pin nhá cả nhà nhá, tròng bằng pin, và con này nó sẽ là size mặt 14,2 thì lên đơn giúp em. Và con này thì nó sẽ là hàng của Made in Italy nhá cả nhà nhá. Đấy, hàng rất chi là đẹp luôn cả nhà nhìn. Đó. Một màu xanh biển man mát luôn này. Đó. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 6. Mã số 6 này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 6 240k nhé. Với một cái mùa nắng như này, mình tặng bạn bè hay người thân mình tặng cái kính rất chi là ý nghĩa luôn. Hàng sẽ là hàng trong full thẻ mạc cả củng của nó đi kèm như này hết luôn nhé cả nhà nhé. Đấy, khăn khố của nó đi kèm hết như này. Đó, hàng bao đẹp cho mình luôn. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 6 240k. Cho con mã số 6 này mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi, em Hà qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái thằng con kính mã số 7 của nhà em Hà này. Dòng mã số 7 của nhà em thì con này nó sẽ là một con Gucci gấp giúp em luôn nhá. Dòng này là dòng Gucci gấp này. Dòng rất chi là đẹp luôn. Càng về sau càng đẹp nhé cả nhà nhé. Cả nhà mình cứ yên tâm về các cái mẫu mã của nhà em Hà luôn nhé. Ô, con này thì nó là đi đêm ngày được luôn cả nhà ơi. Nếu như bác nào mà nhu cầu mình đi đêm ngày giúp em, đi đêm ngày là con này nó cả đi có 1, 2, 3 giờ đêm đều được luôn, 2, 3 giờ sáng, hoặc là ví dụ như đi xuyên đêm đều được với cái dòng kính này nhá. Rồi, dòng kính này thì tròng được làm bằng thủy tinh và hãng là hãng của Gucci. Con này thì size mặt 14,3. Đó, và con này là hàng của Made in Italy nhá cả nhà nhá. Đây, được còng thì được làm như này cho mình luôn. Đấy, em quay rất chi là kỹ cho mình này. Đó, đây. Rồi có những cái anh à, anh ấy bảo là anh ơi, à, em ơi, vợ anh xem á, nhìn thấy cái kính nhà em á, khuyên anh là đi mua đi. Mua mà đeo để in cho nó đỡ hại đôi mắt với cái mùa nắng như này cả nhà. Đúng thật sự luôn. Đó là một người vợ rất chi là tâm lý luôn á. Biết chồng đi làm vất vả, bảo chồng mua kính để in đeo cho nó đỡ bị đau mắt. Đúng là thà mình phòng còn hơn mình phải chống các bác ạ. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em. Mã này là mã số 7, mã số 7 này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000 cho một con kính mã số 7 như này luôn. Nhưng mà mình mua kính mình phải mua như thế nào, kính như thế nào nữa nhé cả nhà nhé. Mã số 7 này 240k. Mình đừng nên tiếc tiền mua ba cái loại kính 5-30 hay là 5-60 hay là loại hơn 100.000 về mình xài nhá. Xài mình hại đôi mắt của mình thì cũng không nên xài. Em nói thiệt luôn. Riêng kính nhà em thì em bao là cho các bác là đủ xịn, đủ chất lượng, đủ tiêu chuẩn để mình đeo lên một cái mắt kính của mình nhé cả nhà nhé. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm nhá. Rồi, em qua mã tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính. Trời ơi, con vô chạc, ơ trời ơi. Đẹp quá, đẹp nhức nách luôn cả nhà ơi, đẹp quá. Con này đẹp, 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 đẹp ghê luôn. Con này nó là một cái con màu hồng nhẹ và màu hồng theo cái kiểu màu hồng rất chi là nhẹ nhàng. Con này thì sai mặt, những chị nào mà sai mặt 14 hoặc 13,5 đổ lên thì đeo giúp em nhá. Khuôn mặt thì khuôn mặt ôm nha. Con này là hàng của Versace. Và dòng này thì nó sẽ là hàng của Ý nhá cả nhà nhá. Được dập logo thương hiệu hết các kiểu trên cái gọng kính của nó như thế này nhá cả nhà nhá. Và tròng của nó thì được làm bằng tròng bằng pin nhá cả nhà. Đó, đây. Em sẽ để lên trên này cho cả nhà mình xem luôn cái màu của nó này. Đó. Màu của nó cực yêu luôn cả nhà, màu rất chi là yêu luôn. Nhìn em like trên like còn không đẹp bằng ở ngoài đâu, ở ngoài đẹp hơn nhiều nha cả nhà nhá. Em nói thiệt luôn. Không hiểu vì sao kính em đeo em like trên like không đẹp bằng ở ngoài đẹp hơn, em cũng không biết vì sao luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em với cái giá là 230.000.
230 ngàn cho con kính mã số 8 này. Nhưng thực sự em Hà lại thích như vậy. Bởi vì sao? Khi mình nhìn kính chân line nó đẹp vừa phải thôi, nhưng mà mình nhìn ra ngoài đời mình thấy nó đẹp, mình rất chi là mê. Đó, chứ em không làm cố tình là làm hàng ui dồi ôi cho like cho nó rực rỡ lên, em Hà không làm trò đấy đâu nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đôi giúp em mã số 8 với giá là 240k. À, cả nhà ơi, cái tình trạng mà bảo là em Hà bị nhầm mã thì em Hà không bao giờ nhầm được. Bởi vì sao? Bởi vì là cái kính này của em Hà ấy, em Hà sẽ có một cái list danh sách như này cả nhà này. Đây, em cho cả nhà mình xem luôn. Có nghĩa là khi like xong em Hà sẽ chụp từng mã một như này lại. Đó, like xong em Hà chụp. Đó, chụp rồi lại là mình in, mình giữ lại như thế này luôn, có cả ngày tháng của nó hết luôn như này luôn, cả nhà nhìn này. Đó, thì không bao giờ em nhầm mã được. Ngoài ra khi mình nói chuyện thì đều có file ghi âm ở trong. Đó, file ghi âm ở trên cái dòng khi mình đặt đơn hàng của nhà em Hà, nên em Hà không nhầm lẫn được đâu nhé cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về một con Dior như thế này luôn. À, thôi con select đi. Con select thì tí nữa em lên Dior sau nhá. Nhìn thấy con select, nhìn thấy cô đơn một mình, mình lên luôn để cho nó đỡ cô đơn. Rồi, cái dòng này của nó thì nó sẽ là bằng tròng thủy tinh luôn cả nhà này. Và con này nó sẽ là màu trà như này nhá. Màu trà đẹp không cả nhà ơi? Đẹp cực kỳ luôn về cái dòng này nhá cả nhà nhá. Đây, nó sẽ là màu trà sáng như này cả nhà. Đó, em đặt lên trên cái màu trắng này cho cả nhà mình xem. Đó, rất chi là đẹp luôn. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt kiểu là 13,5 hoặc 14 đổ lại thì đeo giúp em nhá. Dòng này của con này là con select, hàng của Pascal, hàng của này là hàng của Nhật, à quên lộn, hàng này là hàng của Pháp nhé cả nhà nhá. Đó, chồng thì được làm hoàn toàn bằng thủy tinh và được mạ vàng 14 carat nhé cả nhà nhá. Đó. Rồi, dòng này thì riêng dòng kính nhà em thì các bác có những bác hỏi câu hỏi rất chi là hay và em cũng thực sự là cảm ơn. Bởi vì đôi lúc các bác nghĩ như vậy thì cũng là đúng thôi. Bác hỏi là em đeo cái kính như thế này, mồ hôi nó ra thì nó có bị chóc không? Thì em nói thật là em bao cả nhà luôn, đeo không bao giờ chóc luôn, đeo 3 năm luôn không bao giờ chóc được cái kính này của nhà em. Bởi vì nó được mạ vàng 14 carat. Nói chung thì lượng vàng của nó không có nhiều, thế nhưng mà nó cũng sẽ đủ để làm cho cái kính này nó không bao giờ nó bị bay chóc như cả nhà nhá. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm với cái dòng kính này của nhà em. Nó ra mồ hôi vô tư không sao cả. Anh kính anh hơi bị xịn em không phải lo, không bao giờ lo bị chóc. Mã này mã số 9 với giá là 240 ngàn, mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em. Khi mình lọc like mã là em Hà ơi chốt cho anh mã số 9 ngày 28 tháng 4, ok luôn nhá. Bởi vì mình nhớ cái đọc của em cái ngày này để em lấy kính cho đúng nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính của hãng Ray-Ban. Đây, hàng của Ray-Ban nha cả nhà nhá. Ray-Ban thì con này nó sẽ là một con màu theo cái kiểu là màu xanh như này, màu xanh nhạt như này. Đó, màu xanh nhạt này. Cả nhà thấy không? Em cho lên khi cả nhà nhận kính thì nó chắc là chắn là nó như thế này thôi, nhưng mà khi mình đeo vào rồi á mà nó sẽ có sự phản xạ lại thì nó sẽ là màu như thế này nha cả nhà nha. Đó, rất chỉ là đẹp luôn. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt 13,8 thì lên đơn giúp em này. Và con này nó là Ray-Ban hàng của Ý nhé cả nhà nhé. Và đây là cái dòng của nó này. Đấy, cái giọng của nó này rất uy tín. Chồng thì được làm hoàn toàn bằng thủy tinh nhá, cường lực nhé cả nhà nhé. Chồng thủy tinh cường lực nhé cả nhà nhé. Nhưng mà xin phép rằng là vỡ rơi xuống rớt xuống dưới một độ cao nhất định của nó thì nó cũng sẽ bị bể nhé cả nhà nhé. Nhưng đừng có nói bảo em Hà nói cường lực nên là tôi về tôi vứt cho xem nó có vỡ hay không, hay là em Hà nói xạo thì thôi. Đúng là em Hà xin hai chữ là ạ. À, đúng không ạ? Bởi vì mình đeo mình cũng phải giữ hộ em Hà nhá. Trong thủy tinh là nó thế đấy. Rồi, con này thì nó sẽ là tem thẻ mà các kiểu đi kèm này của nó này. Đấy. Đây hàng này. Có tất cả thông số của nó ở trong này nhá cả nhà nhá. Nên cả nhà mình cứ yên tâm. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã xanh. Mã xanh em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 240k. 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính của Gucci nhá cả nhà nhá. Dòng này là dòng của Gucci cả nhà này. À, dòng này cũng khá là ok luôn. Rồi, con này thì nó sẽ là hàng thì là mặt vuông như này, tròng bằng thủy tinh và hãng là Gucci. Dòng này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt theo kiểu là 14,2 thì lên đơn giúp em. Và con này là hàng của Made in Italy nhé cả nhà nha, gọng kính đây. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số
10, mã số 10 em Hà đang để cho mình với giá là 240k. Đây, thân gọng các thứ được làm rất chi là ok nhưng mà rất chất lượng luôn. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 10, 240.000 cho con kính mã số 10. Hàng là tem thẻ mạc các kiểu đi kèm hết như này luôn nhá cả nhà nhá. Đấy. Những anh mua luôn kính nhà em về anh bảo làm kính siêu tầm. Vì là nó rất chi là đẹp luôn. Mã số 10. 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số Dior này, dòng Dior này nhá. Này. Ồ, con này đẹp quá cả nhà ơi. Con này đẹp ghê. Đẹp hút hồn luôn. Nó ơi. Con này đẹp ghê luôn cả nhà nè. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Con này đẹp nè. Con này rất chi là đẹp luôn. Con này nó sẽ là màu loang chấm chấm á. Loang rất hay luôn. Ôi, chỗ này được làm bằng da luôn cả nhà ơi. Con này bằng da đúng không? À, con này nó làm giả da thôi chứ không phải bằng da đâu cả nhà. Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh nhưng mà làm đẹp thiệt luôn. Trời ơi, em Hà nhìn hết hồn luôn. Rồi con này size mặt 13,3 thì 14,3 thì lên đơn giúp em nhá. Và con này nó sẽ là made in Italy này cả nhà này. Đó, rồi. Dòng kính rất chi là đẹp luôn và form nữ rất chi là ôm mặt luôn nhá cả nhà nhá. Rồi hãng này là của hãng Dior này, đeo nó thấy thương hiệu nó lên này. Đó, đeo con này rất sang luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã sang. Con này đeo sang và quý phái vô cùng luôn. Đó. Mã này là mã sang, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã sang này em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mã sang 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính của Louis Vuitton. Hàng kính gấp mình nhá. Đó. Con này thì cực kỳ là ok luôn cho mình. Con này mình đi đêm ngày được giúp em Hà luôn nhé cả nhà nhé. Con này đi đêm ngày được hộ em. Đó. Con này đi đêm ngày được luôn. Đó. Con này đi đêm ngày cũng nghĩa là đi vào tầm buổi chiều hộ em thôi nhá. Chứ không đi được đêm hẳn đâu nhá. Đó. Em phải nói cho rõ luôn ấy. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào size mặt 14,2 thì lấy đơn giúp em. Và con này nó là hàng của Louis Vuitton, hàng made in Italy nha cả nhà nhá. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Chồng thì con này nó sẽ là bằng chồng bằng pin, không phải bằng thủy tinh nhá cả nhà nhá. Đây, khi em đưa lên like thì em sẽ phải cho nó lên cái màu của nó này. Đây, cái màu thực sự của nó là như này nhá cả nhà nhá. Đấy, màu thực sự của nó là nhá cả nhà. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Rồi, em đang để cho mình với giá là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã là mã số 11. Mã 11 em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Hàng sẽ trong thẻ mạc các kiểu như này có cho nó này. Mã là 11 này, 240k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 12 của nhà em nhé. Mã 12. Này là hàng của đây. Brava. Brava, con này là màu nâu cả nhà này. Con này là dành cho nữ này. Ô, con này đẹp thế. Đây cả nhà ơi. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Prada và dòng này thì nó sẽ dành cho nữ nhá cả nhà nhá. Rồi con này thì nó sẽ được dập logo thương hiệu như này cho mình luôn. Đấy. Và con này nó sẽ là size mặt 14,2 thì cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Hàng này là made in Italy nhá cả nhà nhá. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã Prada. Dòng này thì nó sẽ hơi loang một xíu cả nhà. Dòng kính này là kính loang nhá cả nhà nhá. Đó. Hàng sẽ trong gọng như này cho mình luôn, trong hộp các kiểu như này luôn. Đem thẻ mạc của nó đi kèm như này hết cho mình luôn nhá. Đấy, khăn cố của nó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 12. 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính. Mã số 13.
dòng kính mã số 13 của nhà em đây nhá. Em để kính này hàng của Japan. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là theo kiểu là màu xanh rau muống giúp em nhá. Chồng thì chồng bằng thủy tinh, con này thì khá là ok và đẹp luôn này. Và con này cái thân của nó được làm bằng silicone chống trơn trượt, ngoài ra có sẽ có còng cộng lực cho mình như này luôn. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt 14 nhưng 14,5 14,8 đeo được con này, bởi vì hai bên nó có hai cái còng cộng lực như này nên cả nhà mình cứ yên tâm. Hàng này sẽ là hàng made in Italy, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính mã số 13 em Hà đang để cho mình với giá là 240k, tròng thủy tinh cộng cường lực nhé cả nhà nhá, nên là cả nhà mình cứ yên tâm. Đây sẽ tem thẻ mà các kiểu đi kèm của nó hết như này nhá, với giá là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 13 240k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 15 của nhà em nhá. Đây, kính mã số 15. Ồ, con này đẹp thế. Con này cũng là hãng của Rapai luôn. Đó. Rồi, con này thì nó sẽ là kiểu là trồng bằng pin, không phải bằng thủy tinh. Và con này thì đi đêm ngày được giúp em. Con này là còng đổi màu đi đêm ngày nhá. Màu này nó sẽ đổi màu sậm hơn cái con màu trắng như kia. Đây, cả nhà nhìn. Đây. Đấy. Khi ra nắng thì nó sẽ màu sậm hơn một xíu nhá, còn khi về tối nó sẽ là về màu trắng nhá cả nhà nhá. Rồi con này thì nó sẽ là như này này cả nhà ơi. Đó. Cường lực như này, đó, rất chi là ok. Rồi, da bay được in ấn trên như này luôn cho mình. Đó. Gọng thì được làm hoàn toàn là gọng đồi mồi như này, rất chi là ok nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 14. Mã số 14 thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đấy. Hàng vô cùng là chất lượng luôn. Đây, mã số 14 240k. Rồi em Hà qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 15 của nhà em Hà nhá. Đây, mã 15. Đấy. Mã 15 của những em thì con này nó là hàng của Versace nhá. Và con này nó là hàng tráng gương như này nhá cả nhà nhá. Đó, hàng tráng gương. Con này thì trồng bằng pin không phải bằng thủy tinh, xe mặt là 14,2 thì lên đơn giúp em này. Và con này là hàng của Made in Italy nhá cả nhà nhá, hàng của Made in Italy. Đó, rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, con này là mã số 14 rồi, là mã số 15 nhá cả nhà nhá. Mã số 15 này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000, mã số 15 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái con kính mã số 16 của nhà em Hà luôn. Oh, con này đẹp thế. Con này là dành cho các bác nữ nha. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Màu xanh xanh thắm xám như này, màu than than á. Rồi, con này là hãng của Gucci nha cả nhà, và con này size mặt 13,8 thì lên đơn giúp em. Con này là hàng của Made in Italy, hàng của Gucci như này luôn. Đó, dập thương hiệu như này cho mình luôn. Rồi, con này thì trồng bằng pin không phải bằng thủy tinh nha cả nhà nhá. Con này thì nó sẽ gồm hộp thêm thẻ mạc đi kèm như này. Em Hà đang để cho mình với giá là 230.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính mã số 16 230k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 17 của nhà em nhé. Đây, đây là con kính mã số 17 của nhà em này. Ui, con này đẹp này à. Con này đẹp đó. Đây cả nhà ơi, con này của nó sẽ là màu như này nhé cả nhà nhá. Đó. Con này nó sẽ có ánh sáng tím ở trong như này luôn cho mình. Đó. Ánh sáng tím nhé cả nhà nhá. Đấy, anh sang tím đi. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà là size mặt 14 thì lên 13, 13,5 thì lên đơn giúp em cho đến 14 thôi nhá. Rồi, con này thì em Hà đang để cho chồng thì bằng chồng bằng thủy tinh nhá cả nhà nhá. Chồng mắt kính thì bằng thủy tinh. Em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã 17 240k.
Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng combo sạc nữa, về mã số 18 của nhà em. Đây, con này đẹp thế. Con này là rất rất đẹp, không phải là đẹp nữa đâu cả nhà. Đẹp hết hồn con kính cả nhà nhỉ. Con kính đẹp chưa? Em để kiểu gì sao nó không đẹp đẹp ngoài mài ta. Đó, cả nhà nhìn. Con kính đẹp khủng khiếp luôn. Đây cả nhà nhìn. Rồi. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà cho những chị nào là size mặt 14 thì lên đơn giúp em nhé. Hàng này cũng là hàng của Ý luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 14. Mã 14 và con này thì nó sẽ là bằng trầm mỏng pin, không phải bằng thủy tinh nhá. Màu sẽ là màu theo kiểu màu vát vát mặn đỏ như này, rất đẹp luôn. Rồi, con này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính mã số 18 230k. 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 19 của nhà em Hà nhé. Hàng của Maybach như cả nhà nhé. Hàng của Maybach. Maybach này cả nhà nhé. Maybach. Con này rất chi là ok luôn. Con này trồng bằng pin luôn cho mình. Và con này thì nó sẽ là sử dụng đi màu rất chi là mát mắt. Con này cực kỳ mát mắt nhé cả nhà nhé. Size mặt là size mặt 14,3 thì lên đơn giúp em anh nào xe mặt 14,3 và con này là Make in Migani, hàng của Đức nhé cả nhà nhá. Hàng thì sẽ là hàng trong hộp như này cho mình luôn. Đây, hàng trong hộp các kiểu như này cho mình nhé cả nhà nhá. Đây, đợi em xíu. Đó, hàng trong hộp như này luôn cho mình luôn. Và con này chống tia UV lên đến 40 nhá. 400 luôn này cả nhà. Đó, 400 luôn. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là hàng sẽ đi trong tem thẻ mạc các kiểu của nó như này. Đó, hàng trong hộp như này. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mát mắt, mã mát mắt với giá là 240.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã mát mắt nhá, 240k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 19. Càng về sau càng đẹp ạ nhà. Mã 19 này thì con này nó sẽ là cái con u chỉ gấp và dòng này của nó là sẽ là màu xám nhé. Con này anh nào mà thích đi kiểu trời đổ mưa ấy, thì mình sử dụng con này giúp em là trời rất mát luôn này. Size mặt 14,3 thì lên đơn giúp em và con này là hàng của Made in Italy. Gọng sẽ được làm như này cho mình luôn. Đấy. Đó, rồi. Con này thì nó sẽ là tròng bằng thủy tinh giúp em Hà luôn nhé. Tròng bằng thủy tinh nhé cả nhà nhé. Rồi, em Hà đang để cho mình vẽ con này với giá là 240.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 19, 240k cho con mã 19 như thế này nhé. Hàng sẽ nằm trong hộp nhung lót như thế này và tem thẻ mạc đi kèm hết như thế này của nó, khăn cố có đầy đủ luôn nhé. Mã 19 nhé, 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 20 của nhà em. Con này nó cũng là dòng của Dior luôn. Ồ, con này đẹp thế. Con này nó sẽ lại là cái màu nâu như thế này, màu nâu cà phê như cả nhà nha. Dòng này là nâu cà phê. Đó. Rất chi chất lượng luôn. Đó. Cả nhà nhìn thấy đẹp không? Rồi thay mặt 14,3 thì lên đơn giúp em hàng của Made in Italy này. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Kính nhá, 230k. Rồi con này thì em Hà để cho mình với giá là 230.000, mã số 20. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 20 với giá là 240k. 230k. Đây, em lấy băng keo em viết luôn cho cả nhà mình luôn. Mã 20. Ngày like là ngày 28 tháng 4. Với giá là 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em.
rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con mây bách. Rồi. Con này đẹp. Con này bao đẹp luôn cho mình luôn. Con này rất đẹp luôn, không phải là đẹp nữa đâu cả nhà. Đấy nhá. Đẹp không cả nhà? Con này một cây duy nhất nha cả nhà nhá. Con này một cây duy nhất này, rất đẹp luôn. Rồi. Con này thì nó có cả ánh sáng tím ở bên trong luôn. Đây. Và em lưu ý một điều là anh nào mua kính thì hãng mua nhá, còn không thì không được bom hàng đâu nhá. Bom hàng rất rất chi là mệt cho em mà em không có hàng để bán luôn. Mà có những cái anh em thậm chí là mua hai con ra đến nơi bom hàng, anh không thích lấy hàng, xong chập một câu rất chi là ngon lành cạnh tranh là như thế. Đó. Rất chi là ngọt ngọt hơn nước ốc luôn. À quên lộn, ngọt hơn nước xéo chó luôn cả nhà. Đó. Rồi. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000 và chồng thì bằng chồng bằng thủy tinh nhé cả nhà nhé. Đó. Size mặt là size mặt 13, đeo 13 đổ lên là đến 14 là đeo được con này giúp em Hà luôn này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 21. Mã 21 này. 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi. Em xin phép dừng kính tại đây và em sẽ like sang một ít về cái dòng con dao siêu tầm của nhà em Hà. Em Hà sẽ lên trước tiên đó là dòng dao mini, hàng này là hàng của Nhật nhé cả nhà nhé. Rồi dòng này là dòng mini luôn này, màu mini gấp gọn made in Japan nhé. Dòng này thì mình gấp gọn lại giúp em như này. Con này thì em Hà đang để cho mình với giá là 65.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dao siêu tầm với giá là 65k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dao USA như này nhá. Dòng dao USA này thì em Hà đang để cho mình với giá là 65.000, con này sẽ móc quá các kiểu như này cho mình luôn này. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con AK đây. Dòng này dòng AK nó giống như khẩu súng như này đó. Rồi dòng này thì em Hà con này là của Cambodia nhé cả nhà nhá. Dòng này thì nó khó cái hay nó là nó muốn gấp mình phải ấn được cái khuy này giúp em, cái nút quỳ này của nó này, và mình khóa lại như này thì mình không bao giờ lo bật ra bật vô nhá. Đó. Rồi dòng này em Hà đang để cho mình với giá là 80.000 đấy. Đang like kính là like sang cái này quen giá đi. Rồi dòng này thì nó sẽ có một cái đèn nhỏ bên trong như này nhá cả nhà nhá. Đó, mình xoáy vào giúp em, mình xoáy ra cho vô là nó sẽ sáng này. Đó. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 80.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đồ giúp em là AK với giá là 80k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con Cambodia nhỏ này. Dòng Cambodia nhỏ này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 95.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là Cambodia nhỏ với giá là 95.000, hàng sẽ trong bao bọc da các kiểu như này cho mình luôn này. Đó. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là một cái con dòng con dao này là của USA lớn. Mình lên mã hộ em là USA lớn nhá. Dòng này thì nó sẽ có luôn cả cái rứt dây beo cho mình luôn khi mình gặp nguy hiểm này. Rồi, cái phá kiếng cho mình luôn nhá, như này luôn này. Đó, rồi. Con này thì mình sẽ lên mã giúp em là USA lớn. Em Hà đang để cho mình với giá là 140.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, con này nó sẽ là hàng của Cambodia loại lớn nhá. Rồi, mình lên hộ em là SA78, dòng này là mã là SA78 nhá. Dòng này thì cực kỳ là ok luôn, đầu sói như này cho mình luôn này. Thương hiệu USA dập lên đây này, nó đang có cái dòng loại 2, em nói rõ là dòng loại 2 nó cũng có. Cầm thứ nhất là cái dao nó nhẹ hơn và nó cái lưỡi của nó rất chi là nhụt. Và cái dòng nhập đấy rất chi là rẻ nhưng em Hà không nhập, em Hà nói thẳng luôn, nó đang có cái loại dòng loại 2 mới ra luôn. Đó, nên là cả nhà mình lưu ý khi mua hàng thì mình cứ nhìn thật kỹ mình hãng mua nhá. Rồi nhìn nó rất chi là giống nhau nhưng nó khác nhau mỗi chữ A đằng này này. Đấy, chữ nhỏ nhỏ ở đây này, cả nhà nhìn rất chi là khó nhưng mà khi mình nhận về mình mới biết này, nó khác nhau chỗ chữ đây này nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em Hà đang để cho mình với giá là 285.000 cho một cái dòng con Cambodia lớn này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mà mã là SA78 với giá là 285.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên giúp em. Lưu ý là đang có hàng loại 2 nhá. Rồi, em cũng xin phép dừng like tại đây. Chị em cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi số một hàng nhà em nhá. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhá. Mình đăng ký kênh ở ngay góc bên dưới màn hình này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên giúp em. Xin chào và tạm biệt.